Chị ơi, mình đi học đây các bạn ơi. Vậy là chị em mình đã đi đến trường rồi các bạn ạ. Giờ chị em mình lên lớp đây. Chào các bạn nhé. Về tới nhà rồi. Rồi xuống. Các bạn ơi, chị em mình về tới nhà rồi. Đã học xong về đến nhà. Em ra đóng cổng vào đi. Vào. Bây giờ mình sẽ ra đóng cổng nha các bạn. Nóng quá. Mình đi học về toát hết cả mồ hôi luôn các bạn. Chị Dương ơi, các bạn ơi, chị em mình đã đi học chiều về rồi, giờ chị em mình sẽ đi nấu cơm ăn đây. Rồi. Hả? Em thèm vịt quay quá. Vịt quay? Một nửa con thôi. Nửa con á? Ừ. Chị không biết vịt quay bao nhiêu tiền nữa. Chị cứ mang bằng nào đi, lỡ đâu thiếu thì quay lại lấy. Thôi được rồi, em thèm vịt quay chứ tỉ. Vâng. Ừ, mua nửa con về ăn nhá. Vâng. Ừ, đi. Đi mua vịt quay thôi. Đi. Bà ơi, thôi, bà sẽ nấu nửa con vịt quay. Nửa con vịt quay. Lửa con chứ. Vâng. Sau khi mà chúng mình mua nửa con vịt xong thì chúng mình sẽ đi mua chút tương ớt về. Vào trong đây mua lại tương ớt siêu to luôn. Đây một chai tương ớt. Tương ớt này to chưa ta? Chai tương ớt này to chưa? Chịu chứ. Thôi, mua cho tương ớt vừa vừa như này thôi nhé. Khoan. Hả? Chị đấy lại là to hơn. Đây. Rồi, mình sẽ mua loại vừa vừa như này nhé. Được rồi, ra tính tiền rồi đi về thôi. Chai tương ớt là 23.000 nha các bạn. Rồi, đi về thôi. Đúng rồi. Rồi, về nấu cơm thôi. Luộc rau, em luộc rau, chị nấu cơm. Ok. Thôi. Là mình đông cơm lên mời các bạn ăn nhé. Này, em xin tiếp được các bạn ăn buổi tối cùng mình. Mình mời các bạn ăn cơm, chị mời em ăn cơm. Vâng. Em không mời chị à? Em mời ăn cơm rồi còn gì. Ok. Chưa gì đã được nguyên cái đùi. Cái đùi và đâu cái đùi vịt, cái đùi anh nhầm, cái cánh vịt người ta cắt miếng rất là vừa ăn, cho nên là bây giờ mời các bạn nhé. Mời tất cả các bạn. Wow, quý. Ôi trời, mời các bạn ăn. Nó sâu sắc, nó sẽ có vị có cái cay ngọt ngọt. Với lại thơm mùi gì mình cũng không biết. Nhưng mà nó có mùi rất là đặc trưng. Tí nữa mình sẽ thống kê xem là ngày hôm nay chị em mình tiêu hết những cái gì và bao nhiêu tiền. Ngày hôm nay đã tiêu hết nhớ con vịt quay. Những tất cả gọn hết có mỗi cái đấy để lại thì ha. Mình cảm giác như trong nó ngọt, còn đường ấy. Ăn cơm cũng thế nữa mà.
ngọt ngọt. Thế nào, ăn rau cũng thấy nó ngọt ngọt. Nước vào. Thật, ăn thử nữa. Ngọt. Ngọt này không phải là ngọt tôm mì chính mà nó ngọt như đường ấy. Mỗi tội là nó không ngọt bằng đường rồi. Cảm ơn Hương. Đâu? Đây. Thử không chấm nước mắm ra. Ngọt này ngọt của đường. À, ngọt quá. Nhỉ? Không phải ngọt tô mì chính mà nó ngọt này là ngọt đường các bạn. Cơm cũng có chút ngọt ngọt. Ngày đó bác người ta ăn cơm. Ấy bạn thấy ngon chưa? Anh cũng nước pha đường như thế lúc mình pha nước đường cho nó còn ngọt hơn chứ nhỉ. Hay là em có pha đường vào đấy để uống không? Không. Thế sao nó lại ngọt vậy ta? Các bạn giải thích. Trời ơi, em nhớ rồi. Cái mà em lấy nước để đun để nấu này này. Em lấy được đường. Như đường cái canh kia. Sao ca đấy lại có được đường? Vì sao thật á? Ừ. Tại lúc trưa nay em bé em cũng uống ấy. Em uống một hớp rồi. Bảo sao trời đất ơi. Cứ tưởng là do mình ăn cái này nó cay cay tự nhiên ăn cơm và nó nhạt thì cảm giác ngọt. Nhưng mà rau nó cũng ngọt đường. I'm sorry, cái sau. I'm sorry, cơm nữa đi. Tại sao? Cơm chị cũng nấu bằng nước đấy mà. Nó cũng ngọt ngọt. Chị ý là người sorry cơm ý. Thôi, có một tin vui. Con chó đen này mình đẻ rồi các bạn ạ. Nhưng mà mình chưa biết là bao nhiêu con lúc năm rồi. Năm con à? Nó vừa lấy em ra chỗ kia. Em sợ con của nó. Mà nó có bị sợ sợ giống quá. Quá. Cả năm con đều mà sợ. Lai mặt bố nhưng mà bộ lông giống của mẹ. Có một con hai của bố. Con đấy tại con đực. Tại con đực. Sao em biết? Có bảo em. Đây phần này là phần đùi cắt ra này các bạn. Băng mình chặt ra. À nhưng mà cái lúc mà em không biết đâu là con đực đâu là con cái. Nhưng mà em không biết. Nhưng mà nó há cái mồm ra. Em đè nó lên xuống. Em khắc biết đấy là con đực hay con cái. Thế con đực em biết như thế nào? Hỏi bụng. Em biết gì đâu. Em bảo sao em lại biết gì đâu. Gọi là phần cánh. Xin luôn sợ gì nhỉ? Chỉ sợ bé thôi. Đúng. Thế chị cũng có biết rồi. Ôi giờ buổi tối à? Ừ. Chắc vậy. Ừ, bỏ đi chẳng. Đấy, này thì sáng bừng. Thế nhưng phải sáng bừng rồi. Còn manh thì có đè cái rổ ở dưới. Giờ cơm với rau ngọt quá mà không muốn ăn. Mình không thích ăn ngọt các bạn. Béo đấy nhỉ. Mình phải ăn rau cho đều đỡ ngọt. Chơi 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 ch
Xong rồi chị em mình đi học rồi đi ngủ. À đâu, xong rồi đi thống kê số tiền là tiêu theo ngày hôm nay rồi mới đi ngủ chứ các bạn. Em không học chứ? Có, học rồi. Chưa phải là Tết Nguyên Đán nhưng mà đã có pháo hoa. Tết Nguyên Đán là Tết gì? Tết Nguyên Đán là Tết được nhận lì xì đây. Ôi hết rồi các bạn ạ. Vừa nãy là nó có cơ nhưng mà vừa bùng bùng phát mình lấy cái máy ra quay thì hết. Em biết nhà nào bán ấy. Nhà nào? Nhà tên. Thế à? Hết rồi các bạn ạ. Học bài đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, mình vừa mới gội đầu xong, rụng nhiều tóc lắm, mình sợ hói. Mình ra đây làm gì? À, học bài. Một ngày đã trôi qua rồi, bây giờ mình sẽ thống kê lại xem là hôm nay tiêu hết bao nhiêu tiền nhé các bạn. Đây. Hôm nay là mình có mua nửa con vịt quay là hết 85.000. Với lại một lọ tương ớt là hết bao nhiêu nhỉ? 23.000. Rồi, bây giờ trừ vào cái tiền 1.380.000. Vậy là tháng này mình còn 1.272.000 các bạn ạ. Để đếm xem đủ không. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1.200.000 này. 7 mấy này. 2.000 đủ nha các bạn. 1.272.000. Ôi thế này là tháng này chị em mình cũng chi tiêu hơi nhiều đấy. Mặc dù là toàn đồ mẹ cho ăn nhưng mà phải số tiền này phải tiết kiệm đến ngày 25 tháng sau thì mới được hết một tháng. Đủ, chị em mình sẽ cố gắng tiết kiệm thêm. Vậy là đã xong rồi.
Các bạn ơi, mình đã học xong rồi. Bây giờ đã rất là mỏi rồi, mình sẽ đi ngủ đây. Hẹn gặp lại các bạn vào sáng nha.